Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube ô tô giá rẻ. Suzuki Ertiga Hybrid sẽ được bán ra tại thị trường Việt Nam. Ertiga Hybrid khi mở bán sẽ là mẫu MPV đô thị đầu tiên ở Việt Nam được trang bị công nghệ động cơ lai điện. Kể từ khi có sự xuất hiện của XL7, doanh số của Ertiga đã đi xuống rõ rệt. Cộng dồn 7 tháng đầu năm nay, Suzuki Việt Nam chỉ giao tới tay khách hàng có 624 xe Ertiga. Con số này thấp hơn khá nhiều so với Mitsubishi Spander tương đương là 10.855 xe hay là Toyota Veloz 5.574 xe Hiện tại, phân khúc MPV đô thị tại Việt Nam chưa có mẫu xe nào được trang bị động cơ Hybrid Suzuki Ertiga Hybrid được xem là sự khác biệt Động cơ cũ nhưng tiết kiệm hơn Suzuki vẫn tiếp tục trang bị cho Ertiga Hybrid động cơ đốt trong dung tích 1.5L mang mã K15B Khởi động cơ này cho công suất 103 mã lực tại 6.000 vòng phút và mô men xoắn cực đại 138Nm Lợi thế của Ertiga Hybrid đến từ khả năng tiết kiệm nhiên liệu, xe tốn từ 5,38 cho tới 5,69 lít cho 100 km đường hỗn hợp tùy theo từng phiên bản. Con số này thấp hơn Ertiga hiện tại 6,23 cho tới 6,41 lít cho 100 km. Mitsubishi Spander 6,8, 7,1 cho 100 km hay là Toyota Veloz 6,3 cho 100 km. Thông tin từ cục đăng kiểm Việt Nam Suzuki Ertiga Hybrid có hai phiên bản là GLX4AT và GL5MT sẽ được nhập khẩu từ Indonesia giống như là thế hệ hiện tại. Ertiga Hybrid nặng hơn phiên bản dùng động cơ đốt trong do có thêm bộ pin 12V 6A đặt phía dưới sàn. Thông số kỹ thuật cho thấy Ertiga Hybrid nặng 1140 cho tới 1160 kg tùy theo từng phiên bản, trong khi Ertiga đang bán trong nước có khối lượng là 1115 cho đến 1130 kg. Phiên bản Hybrid được phát triển từ thế hệ mới nhất của Ertiga. Xe có một vài nâng cấp bên ngoài cũng như cụm đồng hồ ở nội thất bên trong với tính năng báo tình trạng pin. Tại thị trường Indonesia, Ertiga Hybrid được trang bị động cơ ga tự động. Nhiều khả năng tính năng này sẽ được mang về Việt Nam. Hầu hết các đối thủ trong phân khúc đều đã có ga tự động. Giá bán vẫn là yếu tố then chốt nhất. Nhóm sản phẩm Hybrid tại Việt Nam vẫn chưa nhiều. Hiện nổi bật nhất trong phân khúc xe phổ thông là mẫu Toyota Corolla Cross với bản 1.8 HV. Khi mà bán, Suzuki Ertiga Hybrid sẽ là mẫu MPV dưới 1 tỷ đồng đầu tiên có công nghệ hybrid tại thị trường Việt Nam. Công nghệ hybrid giúp cho xe có lợi thế hơn về khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, chi phí thay pin sau một thời gian sử dụng cũng là điều đáng để người dùng phải cân nhắc đến. Giá bán của Suzuki Ertiga Hybrid tại Indonesia dao động từ 270.300 cho đến 293.300 Ringgit Indo, tương đương 428,8 cho đến 463,7 triệu đồng. Mức giá này đắt hơn Ertiga dùng động cơ đốt trong 32.800, 46.200 ringgit, tương đương 52 cho tới 71 triệu đồng. Ở Việt Nam, Suzuki đang được phân phối Ertiga với hai phiên bản đi kèm giá bán lần lượt là 499,9 và 568,9 triệu đồng. Nếu muốn thành công Ertiga Hybrid cần có giá bán dễ tiếp cận hơn ông Hoàng MPV Mitsubishi Spander lúc này đang là 555 và 648 triệu đồng, cũng như là Toyota Veloz 658, 698 triệu đồng. Các bạn đang xem video trên kênh ô tô giá rẻ. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để thường xuyên nhận bài. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và luôn luôn thành công.